Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị nhớ đi vào bên trong khu du lịch núi Bà Đen ở xứ Tây Ninh chơi á, thì có thấy ha những cái cảnh ngoài những cái điểm tham quan chính thì Nhã có coi như là đi rồi quan sát đó quý vị, rồi mới thấy được những cái cảnh khá là đẹp, nó gần với thiên nhiên ha. Ngay đây có một cái cầu màu đỏ, nó hợp với cái áo màu đỏ hôm nay của Nhã nữa đó, nên cũng muốn ha đi cái khu vực này ghi hình cho cô chú anh chị xem. Đó, nó là một cái cầu bằng sắt đó quý vị xem nè, một cái cầu ha bằng sắt khá là đẹp luôn đó, thấy không? Wow, trên cầu nhìn xuống nè, đó nó có một cái hồ nước ha, có một cái hồ nước đẹp quá ta. Đó, vị thấy không? Đó, có thể nhìn cái hồ nước ở dưới ha, cũng có cá đó quý vị. Đó, cũng có cá ha, nhưng mà sâu quá nhìn không có thấy nổi. Ok, rồi cùng đi lên cầu tiếp nha. Wow, đẹp quá ta. Bên đây nữa nè quý vị. Từ trên cầu nhìn xuống, trên cầu nhìn xuống ha, khá là đẹp. Wow, đã quá tăng. Đó, vậy thấy không? Trên cầu mình có thể nhìn xuống á. Rồi, còn đây là Nhã đây. Đó, Nhã đi ghi hình cho cô chú anh chị xem á, những cái cảnh ha ở trong núi Bà Đen, xứ Tây Ninh đó vậy. Ok, rồi mình có thể đi qua cái lối này nữa nè. Đó, để đi ra ngoài ha. Đó, đi ra ngoài. Rồi, nó có nhiều cái hay khác nữa. Nhã sẽ cố gắng ha, Nhã ghi nhận lại những cái hình ảnh chân thật nhất về núi Bà Đen hết vậy cho cô chú anh chị xem nha. Nè, về xem nè, một cái lối ra nè, có ngoài đây thì người ta trang trí nhiều cái con vật đẹp lắm đấy vậy. Lối đi trên cỏ ha, khá là dễ thương luôn. Đây, lối đi trên cỏ đây, lối đi trên cỏ dẫn đến hai em cá. Nào quý vị xem nè. Đó. Đây, em cá chép đây. Đó, vị thấy không? Đẹp ghê không? Cá chép ha. Màu vàng, cá chép vàng. Đó, người ta gọi là hồ cá chép đó vị. Ok. Rồi, đi qua đây ha. Qua đây thì có cái bồng hoa. Hoa này hoa gì quý vị? Nhìn giống hoa cúc ha. Nó có lẽ là nhiều cái loại cúc Đà Lạt. Rồi, đi dài phía bên trong chùa quý vị ơi. Nó ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Ok. Hôm nay đó quý vị, nó chỉ là cận Tết thôi, nên là nó chưa có đông đúc đó. Chứ vào cái ngày mà khoảng đâu mùng 1 Tết rồi đó là đông lắm quý vị ơi, đi chen lấn với nhau á. Nó bên kia đó quý vị là có những cái chỗ họ bán gì trái cây rồi nhang đèn rồi đồ thờ cúng này nọ ha. Nè quý vị xem nè, nó bên kia có ngôi chùa khá nổi tiếng á. Đó, quý vị thấy không? Bên đây ha có một cái ngôi chùa khá là nổi tiếng luôn. Đó, còn đây là khung cảnh xung quanh núi Bà Đen. Đó, năm 2018 hả quý vị. Ok, có lẽ bây giờ ha đi quanh kia vô trong chùa ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Nè, quý vị xem nè, đó, cảnh trước chùa. Đó, quý vị thấy không? Cảnh trước chùa ha. Đó, rất là đẹp luôn. Chùa này quý vị. Người ta gọi là chùa Trung. Ở chùa Trung nha. Đó. Chùa Trung. Đây. Đây là chùa Trung đây. Đó, vị thấy không? Di tích lịch sử chùa Trung. Nó năm 46 ha. Ở kháng chiến nè. Nơi xảy ra nhiều trận đánh đó. Vị thấy không? Đây là lịch sử của chùa Trung.
Năm 46 ha. Wow, năm 46 là cách đây lâu lắm rồi quý vị. 46 hả? 46, 48 đi, 70 năm. Ghê vậy, gần 70 năm đó quý vị. Nè, đây là cái ngôi chùa nè, người ta gọi là chùa Trung á, hay còn gọi là Phước Trung Tự đó quý vị. Quý vị thấy không, khá là đẹp ha. Ok, rồi đây nha, ghi hình cho cô chú anh chị xem cảnh chùa Trung ở trên núi Bà Đen, xứ Tây Ninh hả quý vị. Đó, quý vị thấy không, từ ngoài cổng nhìn vào ha, đây là chùa Trung đây. Ồ, khá đẹp hả quý vị. Đó, quý vị thấy không, đó, từ cổng nhìn vào nè, ở đây là núi Bà Đen nè quý vị. Đó, quý vị thấy không, khá là đẹp ha. Ok, rồi bây giờ nhà sẽ đi vào chùa. Đó, đi vào chùa ha. Ồ, nè, đây là khung cảnh ở phía bên trong chùa nè quý vị. Đó, quý vị thấy không, có một cái tượng Bồ Tát ha, nhìn khá là đẹp luôn. Đó, tượng Bồ Tát nhìn khá là đẹp ha. Đây, tượng Bồ Tát đây. Ồ, đó, người ta có cái lư hương này nọ đó quý vị, đó, để mà mình có thể thắp hương ha, cầu nguyện xin điều này điều kia. Đó, còn đây là cảnh xung quanh nè. Đó, có cảnh xung quanh này nọ đó quý vị, đó quý vị thấy không. Đó, cũng có những cái bàn thờ khác ha. Đó, bên đây thì có nơi đốt nhang, có nơi đốt nhang để cầu nguyện hả quý vị. Đó, nơi đốt nhang này nọ. Wow, hay quá ha. Đó, còn đây là khung cảnh phía bên trong chùa nữa quý vị. Đó, quý vị thấy không, nó có cây, cây này gọi là cây gì ta, à, mai trấn thủy. Đó, có cây mai trấn thủy lớn nữa quý vị, nhìn khá là đẹp ha. Mai trấn thủy khá là đẹp luôn. Ồ, đây, còn đây là nhà đây. Đó, quý vị thấy không, cảnh ha, ở bên trong chùa Trung. Ok, rồi bây giờ mình đi ra ngoài hả quý vị. Ok, để mai mốt ha, vào cái coi như là vài ngày nữa đó quý vị, thì Tết sẽ chính thức đến ha. Lúc đó nhà sẽ coi như lúc đó có nhiều người du khách, người ta đến đây nè, người ta thắp hương, nó thắp nhang nhiều lắm, người ta cầu nguyện này nọ đó, thì nhà sẽ ghi hình lại ha, cái cảnh đó cho quý vị xem nha. Ồ, còn đây là cảnh ở trong núi Bà Đen nữa vị. Đó, vị thấy không, bên trong núi Bà Đen ha. Đó, có những anh bạn này nè, đó, đi ở trên núi xuống đó, nó rất là đã luôn ha. Đó, bên trong núi Bà Đen. Ồ, wow, vui quá hả quý vị. Ồ, ở đây có hội chợ lô tô nữa. Ồ, trong đây có cái khu trò chơi, người ta đang chuẩn bị những cái khâu cuối cùng nữa vậy. Đó, vậy thấy không, những khu trò chơi ha, ở trong núi Bà Đen. Đó, dành cho mấy em bé nè, đó, mấy em bé mê mấy cái trò này lắm. Đây, nó rất là hợp ha với mấy em bé. Còn đây là khung cảnh phía bên ngoài. Đây, đây là nhà đây. Đó, nhà đi ghi hình cho cô chú anh chị xem đó. Đó, vị thấy không, cảnh ở trong núi ha, rất là đẹp luôn. Ồ, phía bên kia người ta bán bánh tráng này nọ đó vị, đặc sản bánh tráng ha, xứ Tây Ninh. Phải nói là cái món đó đó, người Tây Ninh mà còn thèm đó vị. Đó. Ồ, nè, cái đây là cái đường đi từ chùa Trung lên nữa vị. Đó, vị thấy không, nó có nhiều cái gian hàng ha, bánh kẹo yến nhi này nọ. Đó. Ồ, đây bán kem nữa nè. Hấp dẫn ha. Đó, vị thấy không, quá đã luôn. Cuối năm, cuối năm ha, đi núi Bà Đen. Ở bên đây người ta bán bánh tráng này nọ nữa vị, nó khá là nhiều luôn đó, bánh tráng này nọ ha. Wow, đó, đây là nhã đây nè. Đó, vị thấy không. Ok, rồi nhã xin ha.
cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dõi theo những cái video khám phá về du lịch của Nhã nha. Đó, vì thấy không, cảnh ở xứ Núi Bà Đen ha, xứ Tây Ninh, nó khá là đẹp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.